Hello, xin kính chào tất cả các anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với channel của em. Hôm nay là ngày 6 tháng 2 thì cũng là cái video em nhận định cái thị trường sau cái dịp nghỉ Tết vừa rồi. Thì sang năm mới chúc toàn thể các anh chị nhà đầu tư mình có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và có những khoản đầu tư nó mang lại cái lượng lợi nhuận nó khủng khủng khiếp đúng không ạ? Bùng nổ trong năm nay. Rồi thì em xin phép đi vào nhận định cái thị trường này và em sẽ đi vào một số các cái mã mà trọng tâm em đang list ra, và những cái mã này nó sẽ có những triển vọng rất là lớn trong tháng 2 và tháng 3. Đấy, thậm chí là cả năm nay. Đấy, nhưng tuy nhiên là em đang lọc ra những cái cổ phiếu mà trong ngắn hạn nó sẽ tăng trưởng. Đấy thì anh chị mình cứ quan sát hết cái video này của em ngày hôm nay. Rồi thì em sẽ nhận định cái thị trường của chúng ta trước. Đấy. Thì anh chị có thể thấy được cái hôm thứ sáu thì có một cái phiên nó kéo lên nó khá là tốt, tăng 8,2 điểm tương ứng với 0,56%. Đấy. Thì ở đầu phiên thì chúng ta cũng có thể thấy được là nó khá là đỏ đúng không ạ? Đấy, thị trường đỏ. Đấy thì anh chị mình cũng khá là sợ và bán nốt cái lượng hàng trong cái danh mục của mình ra để ăn Tết. Đấy thì về cuối phiên thì cái dòng tiền ở lại thì họ đã mua gần như là mua lại toàn bộ những anh chị nào muốn bán ra. Đấy thì họ sẽ họ kéo lên một cái giai đoạn nó cũng khá là tốt. Đấy, tăng 8 điểm. Và em đánh giá là ngày mai là một cái phiên sau cái dịp nghỉ Tết thì dòng tiền nó bắt đầu nó quay trở lại. Đấy, thì tối hôm nay em thấy nhiều người đã bắt đầu nạp tiền vào trong tài khoản chứng khoán để chuẩn bị cho một cái trận đánh trong năm nay. Đấy, thì anh chị mình có thể thấy được những cái chu kỳ của các cái dịp Tết thì thường là sau Tết cái phiên ngày thứ hai thì sẽ rất là bùng nổ. Đấy, anh chị có thể thấy được 2021 đúng không ạ? Đấy, ngày mùng 9 tháng 2 năm 2021 là bắt đầu nghỉ Tết. Đấy thì hôm đấy trước trước đấy một hôm là cũng bị sập. Đấy, nhiều người rất là sợ đúng không? Hôm sau thì kéo lên ngay và ra Tết cái là tăng với biên độ là 3,66% với cái mức điểm là 40,85 điểm. Đấy thì anh chị mình có thể thấy được là nếu mà ngày mai dòng tiền nó vào thì cái 1.000 năm này nó rất là dễ bứt thoát lên. Đấy thì thực ra thì chúng ta có thể thấy được cái nó thị trường nó không có gì xấu cả. Đấy, nhịp vừa rồi thì anh chị mình có thể đánh giá được là nó cái thị trường mình nó không đau, nó đau sâu xuống đấy, mà là dòng tiền gọi là dòng tiền từ Tết đấy, thì họ rút ra họ ăn tiêu trong ngắn hạn rồi. Đấy, xong rồi sau Tết thì họ lại có bao nhiêu họ nạp vào. Thực ra tiền thì nó cũng không có mất đi đâu, chỉ chuyển từ người này sang người khác thôi. Nên là những người khác mà người ta thu tiền lại của những người mà tiêu thụ hàng hóa đấy, thì người ta lại quay trở lại người ta nạp vào chứng khoán. Đấy thì em ví dụ như vậy thì dòng tiền nó vẫn quanh quẩn trong cái thị trường này thôi. Đấy thì anh chị mình có thể thấy được ngày mai là một cái phiên em đánh giá rất là hưng phấn, và nếu mà anh chị đã xác định vào tiền ngày mai để lấy gọi là lấy may thì chúng ta vào thì vào đầu phiên chứ, hoặc là vào sau 9 giờ 15 để chúng ta xem xét là có cái nhịp điều chỉnh thì chúng ta tham gia. Đấy thì một số các cái mã em liệt kê sau đây thì sẽ có những cái điểm mua. Đấy, nó gần với giá tham chiếu anh chị mua cũng được. Đấy, chứ không cần thiết phải phải mua giá đỏ, bởi vì mình đầu năm mình mua để đầu tư cho một vài tháng hoặc cũng thậm chí là cả năm. Đấy, với một cái kỳ vọng là 50 đến 100% tài khoản. Đấy, thì chúng ta cứ quan sát cái video theo dõi cái video của em ngày hôm nay. Đấy. Rồi thì em đi vào cái mua bán của nước ngoài trước. Thì hôm thứ sáu là mua dòng là 300 gần 340 tỷ đi. Đấy thì tập trung vào đâu ạ? Tập trung vào KBC này. Đấy, STB. Đấy. Và tập trung vào bất động sản ạ. Tập trung bất động sản này, banh này và chứng khoán. Không nào, chứng khoán thì được kỳ vọng rất là lớn, nhưng mà tuy nhiên
là cái nhịp này thì nhịp này không phải là chứng khoán nó xấu, mà là nó down một cái nhịp nó rất là mạnh rồi, thì nhịp này nhịp hồi phục của nó. Đấy. Thì em cũng đang đầu tư dòng chứng khoán nhưng mà tập trung chủ yếu bây giờ vẫn là banh, đúng không ạ? Thì rồi thì em sẽ đi vào các cái mã dòng banh trước. Đấy, chúng ta xem qua mã đầu ngành về Vietcombank. Đấy, thì Vietcombank anh chị thấy được cái nhịp chỉnh của nó rất là sâu, đúng không ạ? Thì khả năng là ngày mai là bắt đầu có cái nhịp nó hồi lại thôi, nó hồi lại để nó kéo cái thị trường lên. Đấy, thực ra là hôm trước là bị quỹ nó bán xuống 89, chứ bình thường hôm hôm trước là hôm qua là ở đâu hôm thứ sáu phiên trước đi, tôi nói phiên trước thì nó đang quanh quẩn ở cái mức giá 80 à 91.000. Đấy, cả phiên nó đâu có xuống đến giá 89.000 đâu. Đấy, thì nhoằng cái xuống 89.000 sâu nhất. Thì khả năng ngày mai dễ là có những cây cây nến đảo chiều. Đấy. Thì em cũng không 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 đánh giá vào, nếu mà vào về Vietcombank thì anh chị mình xác định là tiền lớn mình vào thì để lâu dài. Đấy, chứ không ăn ngày một ngày hai. Đấy. Thì về Vietcombank đợi một hai cây nến nữa thì chúng ta có thể tham gia được. Đấy, rồi xem qua Techcombank đi. Đấy, Techcombank một mã em nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần. Đấy, thì cái lợi nhuận quý 4 này nó tăng trưởng 16,2%. Đấy, mà cả năm bao nhiêu? Cả năm là 18.000 tỷ. Cả năm 18.000 tỷ, tăng gần 50% so với năm ngoái. Đấy, thì chúng ta có thể thấy được là dòng banh năm nay trong cái bối cảnh dịch bệnh như này mà nó vẫn tăng trưởng rất là khủng khiếp. Đấy, thì anh chị có thể để ý là nó là một cái nền, nó là cái nền 6 tháng nay mà nó sẽ đi y hệt như MB Bank, là vượt đỉnh cũ và nó đi như này luôn, nó đi thẳng luôn anh chị nhé. Nên chúng ta cứ canh mà tham gia luôn ở cái ngưỡng giá tầm dưới 53. Dưới 53 anh chị có thể tham gia được. Đấy. Còn thực ra thì cái hôm nay vài phiên nay là nó khối lượng nó không có nhiều. Đấy, thì tạo lập họ test thử xem là nhiều anh chị mình kẹt ở những cái vùng đỉnh trên này, mình có nôn nóng để bán ra để ăn test hay không. Đấy, nếu mà không nôn nóng thì bây giờ là ngày mai khả năng là họ kéo lên luôn. Đấy, nên là buổi sáng nếu mà có cái giá quanh tham chiếu thì anh chị mình cố gắng gom thật nhiều cái mã Techcombank này. Đấy. Còn tiếp theo những cái điểm target các thứ thì anh chị mình mua cái mã nào thì anh chị nhắn vào trong cái Zoom Zalo. Đấy, trong trong cái room Zalo thì em có để cái link ở phía dưới phần mô tả thì anh chị tham gia và anh chị mua cái mã nào thì có thể hỏi em các cái ngưỡng điểm target, chặn lãi và các cái ngưỡng cắt lót như nào. Đấy, thì rồi em đi vào tiếp MB Bank đi. Đấy, MB Bank thì anh chị thấy được là nó đã vượt cái đỉnh cũ rồi. Thì thời điểm trước là em khuyến nghị rất nhiều mua MB Bank. Tuy nhiên nhịp này là rất là khó để chúng ta có thể tham gia lại, bởi vì nó cứ chạy thôi. Đấy, nó cứ chạy lên nên nó không có cái điểm dừng để chúng ta tham gia. Đấy, thì chúng ta quan sát. Chúng ta nhìn cái mã này để nó lít cái gọi là cái mô hình, gọi mô hình làm nền. Đấy, nó là một cái mô hình nó làm gọi là làm mẫu luôn, là mẫu cho Techcombank này, ACB, đúng không? Nó là mẫu cho ACB luôn, Techcombank ACB nó đi như một mẫu hình luôn, MB Bank cũng vậy. Đấy, thì ACB anh chị vẫn cứ mua được nhé. Đấy, anh chị mình vẫn mua được bình thường. Đấy, dòng tiền nó bắt đầu nó vào dần rồi. Khả năng ngày mai nó tiền vào rất là lớn nên anh chị mình cứ thoải mái tham gia. Đấy. Rồi STB này. STB thì nó đi một cái mẫu hình thì nó giống với ông CTG hơn. Đấy. Thì bây giờ nó đang về cái vùng đỉnh cũ, nó test lại xong xuôi rồi. Thì nhịp này chúng ta có thể tham gia được luôn. Đấy, thì ngày mai anh chị canh tham gia tầm 35,55 chúng ta mua được bình thường. Đấy, thì chúng ta gom cho cái trung hạn. Đấy, chứ bây giờ nếu mà trading dòng ngân hàng thì bán cái hôm sau nó lại chạy thôi. Đấy, nên là chúng ta không có trading trong cái khoảng thời gian này.
Đấy, có trading thì trading sau. Rồi thì tiếp theo đi, VIB một mà anh khá là thích, bởi vì nó đang có một cái nhịp, đấy, đang có nhịp nó tạo nền rất là chặt, đúng không ạ? Nó cứ đi dần đi lên, gọi là nó tạo cái mẫu hình nâng đáy, đúng không ạ? Nó cứ chạm vào MA50 nó bắt đầu nó phi lên, bật lên. Đấy thì rất là khỏe thôi. Cái nhịp này em đánh giá là nó chạm vào cái ngưỡng kháng cự cũ này, nhưng tuy nhiên là dòng tiền vào rất là lớn, đỡ rất là mạnh. Thì ngày mai chỉ cần có một chút tác động từ thị trường, tiền vào cái là ồ ạt, tiền nó gọi là nhà đầu tư mình ồ ạt kéo cái mã lên thôi. Đấy thì em đánh giá ngày mai là bật khỏi vùng 50 nó dễ thôi, không có cái gì khó cả. Đấy. Rồi. Bật khỏi vùng 50 thì rất là dễ thôi. Tiếp theo là CTG. Đấy thì CTG cái mẫu hình nó cũng như STB đấy. Đúng không ạ? Đấy thì nó đã tích lũy xong rồi, khả năng là nó lại chạy dần về tầm 40 thì nó lại có cái nhịp nó tích lũy lại như STB thôi. Thì nhìn T1, T2, T3 này, đấy test ngày mai, test đủ cái, có khi ATO buổi sáng này nó chạy rồi. Nên anh chị mình cố gắng có thể tham gia luôn vào cái ATO cũng được. Đấy, CTG anh chị nhé. Đấy, nếu mà anh chị chưa trading thì có thể là lên tầm 40, 41 thì chúng ta có thể cân hạ để nó có thể nó rất là rung lắc ở cái vùng đỉnh cũ này, bởi vì rất nhiều người kẹt ở cái vùng trên. Đấy, bởi mình chưa thể đánh giá được là cái vùng này thì chắc chắn mạnh rồi, nhưng mà chưa thể đánh giá được lên cái vùng này nó có bứt luôn hẳn như MB không, hay là nó phải tích lũy như STB. Đấy thì chúng ta cần phải theo dõi. Và nếu mà anh chị thích trading thì có thể lên trên này 40, 41 thì chúng ta cũng có cái khoản lợi nhuận là tầm 10% rồi. Đấy chúng ta có thể thoát ra lại canh vào một số các cái mã khác. Đấy lúc đấy thì em sẽ có những cái mã riêng để chúng ta vào sau. Đấy. Còn bây giờ thì chúng ta có thể tham gia được mã CTG. Rồi, SHB anh chị nhá. Đấy, SHB một cái mẫu hình, nó một cái ngân hàng nó đi ngang rất là đẹp anh chị nhá. Đấy thì các tổ chức của họ đã gom được lượng lớn hàng của SHB rồi. Thì những cái nhịp này kéo lên thì nó rất là nhanh thôi. Nên là anh chị mình cứ căn cái vùng này tầm 22.5 chúng ta mua thoải mái luôn. Anh chị nhé, cứ mua thoải mái. Đấy, cứ có bao nhiêu là gom hết. Đấy, thì trên đây thì em cũng có một số. Đấy, thì tất cả là có bao nhiêu mã nhỉ? Vietcombank thì chúng ta căn mua sau nhé. Còn những cái mã mua được luôn thì có những mã nào ạ? Techcombank này, STB này, VIB, CTG, SHB này, ACB, tức là 6 mã. Rồi, em sẽ không đi vào những một số các cái mã nó nhỏ nhỏ ở đằng sau, mà em sẽ đi vào những cái mã lớn, là tổng là có 6 mã em đã vừa liệt kê, không tính MB Bank anh chị nhé, không tính MB Bank và Vietcombank. Đấy, thì chúng ta có 6 mã có thể vào được luôn. Đấy, thì ok, em sẽ sang một cái dòng khác là dòng bất động sản. Đấy, bất động sản thì có những mã nào ạ? Bất động sản khu công nghiệp thì có KBC này, đúng không? KBC nhịp vừa rồi nó giảm, nó không có mạnh và nó vẫn đang có một cái xu hướng uptrend, đã vẫn đang nằm trên cái đường mà 100, và cái khối lượng nó bắt đầu nó đang giảm dần rồi. Đấy thì cổ đông thì họ vẫn, các quỹ họ vẫn cứ liên tục họ mua, và ông KBC này là ông ấy là trùm bất động sản công nghiệp của miền Bắc rồi. Và đợt này cái giá thuê khu công nghiệp nó cũng đang 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 tăng giá nữa, vì Việt Nam đang thu hút rất là nhiều các cái công ty từ nước ngoài về. Đấy, thì chúng ta có thể kỳ vọng là cái mã KBC này nó lên một cái vùng cao mới, chứ không, hiện tại thì em đánh giá là ở cái vùng này mà cung cầu nó cạn kiệt như này thì rất là dễ nó đang tạo đáy rồi, nên chúng ta cứ thế mà gom thôi. Đấy, gom cái vùng này thì anh chị mình không không quá
Thực ra thì để mà nói nó chạy ngay thì chúng ta chưa thể chắc chắn được, nhưng tuy nhiên là khả năng nó sẽ làm một cái vùng nền ở cái vùng này đấy, tầm tuần 2 tuần thì nó lại bắt đầu nó chạy luôn, nó bắt đầu nó chạy, chứ để mà chạy ngay thì rất là khó đấy, bởi vì các đội họ vẫn muốn test thêm đấy, nhìn cái kiểu này họ vẫn vẫn muốn test thêm. Nếu mà break hẳn cái ngưỡng tầm 56, break hẳn đây, break hẳn 56 với cái khối lượng nó lớn đạt thì chúng ta có thể kỳ vọng tiếp. PR đi. PR thì nó vẫn lơ lửng ở vùng trên này đúng không ạ? Anh chị có thể thấy được là đây. Nó là một cái nền nó rất là dài từ năm bao nhiêu ạ? Từ năm 2019 đến bây giờ. À, đến năm tháng 11 năm 2021 là bắt đầu chính thức là vượt đỉnh. Đấy, break cái đỉnh và test lại đúng không ạ? Test lại xong xuôi thì nó bắt đầu nó phi tiếp, và nhịp này nó vẫn bám được trên cái ngưỡng của A20 thì anh chị vẫn cứ tham gia bình thường. Đấy thì quanh 78.4 này anh chị tham gia luôn. Đó, không chúng ta không cần phải căn ke một vài like. Căn ke một vài like làm cái gì cả. Nó lên là nó chạy 23% luôn. Chứ chúng ta không căn ke một vài chấm như này nữa. Đấy. Thì anh chị mình lưu ý cái mã KBC 1, PHR là 2. Rồi, sang Long Hậu. Đúng không? Long Hậu đi. Đấy, Long Hậu thì tiền lớn thì để em xem ai mua bán này. Viễn. À thì thực ra cổ đông họ trao tay nhau thôi, chứ không có cái gì. Nội bộ họ 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 trao tay nhau. Đấy thì anh chị thấy được là Long Hậu nó vẫn bám cái chen, vẫn bám cái chen này, nhưng tuy nhiên là em đánh giá Long Hậu thì hiện tại nó hơi yếu một chút. Đấy thì chúng ta cần đánh giá là nó có vượt cái ngưỡng hay không, nó quay trở lại đã, chúng ta phải đợi nó quay trở lại và nó vượt hẳn đã, chứ cái vùng này thì chúng ta vào nó hơi rủi ro đúng không, nó cái vùng MA20 này mà chưa biết là nó có gãy hay không, đấy thì phải đi thêm một vài cây nữa thì chúng ta mới biết được. Anh chị theo dõi cái mã này thôi chứ chưa đừng chưa chưa tham gia vội. Rồi tiếp theo thì em sang đất xanh đi. Đấy, một cái mã rất là hiếm hoi trong cái dòng bất động sản nhà ở đúng không? Bất động sản nhà ở thì cái nhịp vừa rồi nó đau rất mạnh, nó đau theo ngành nhưng mà nó hồi phục thì nó hồi phục một mình, nó hồi phục thôi. Đấy thì nó cũng lại về cái vùng nền cũ, nó vùng về vùng nền cũ này thì break lên nó rất là dễ thôi. Vài hôm tới dòng tiền vào lại thì nó break lên, đấy là cái chuyện đơn giản và chúng ta có thể thấy được, thấy trước được. Đấy. Thì anh chị mình căn để có nhịp điều chỉnh đỏ, giá đỏ thì chúng ta mua. Đấy, có giá đỏ thì chúng ta mua thêm. HDG. Đấy, HDG thì có, nó vừa có cái bất động sản mà nó vừa có cái khu, nó làm khu điện đúng không? Điện gió, điện nước, à quên, điện gió này, điện mặt trời này. Ấy thì nhà đầu tư đang kỳ vọng vào cái điện gió của nó. Đấy. Và cái khu bất động sản thì cái khu đô khu biệt thự gì đợt nào vừa rồi em có phân tích, không không nhớ tên. Đấy thì nó đang bàn giao, quý 4 nó cũng bàn giao, và quý 1 này nó tiếp tục nó hoàn thành và nó bàn giao nhiều các cái căn biệt thự nữa. Đấy thì nó sẽ book cái lợi nhuận của HDG lên. Đấy. Thì nhịp này thì nó cũng đang điều chỉnh ở cái vùng kháng cự. Đấy, đang điều chỉnh cái vùng kháng cự này rồi. Đấy thì nếu mà đi ngang vài phiên mà cái khối lượng nó không có nhiều thì chúng ta có thể tham gia được, và kỳ vọng ở cái ngưỡng tầm trên 70, chứ chúng ta không không vội bán ở cái vùng đỉnh cũ này vội đúng không? Không không vội cũng bán ở cái vùng tầm 65 này, cứ target trên 70. Bởi vì sao? Cái nhịp này anh chị thấy được là cái khối lượng nó giảm dần lên, nhưng khối lượng giảm dần thì sao? Tức là nhà đầu tư dài hạn, những nhà đầu tư mà họ nắm HDG thì họ không bao giờ họ bán, họ thấy được cái công ty nó tốt đấy, thì họ sẽ không bán. Đấy thì anh chị mình
thấy được là một khi mà họ đã nắm giữ nhiều cái lượng hàng và các cái đội tổ chức họ nắm giữ thì cái việc mà đẩy giá này nó rất là dễ rồi, không có gì mà khó khăn cả. Đấy thì một người hai người vào đẩy giá lên, chúng ta cứ cứ thấy được tin tốt là chúng ta lại mua. Đấy cứ mua dần lên là lên bảy mấy nghìn, 80 nghìn. Đấy thì năm nay có khả năng là một năm của HDG. Đấy năm vừa rồi thì nó không có sự biến động mạnh. Đấy thì nó có nhịp từ tháng 7 này, anh chị để ý có nhịp tháng 7 thì nó có cái nhịp điều chỉnh của thị trường, nhưng tuy nhiên là nó đi ngược lại thị trường, nó tăng lên. Đấy thì nhịp này năm nay em đánh giá khả năng có là một năm khá là bùng nổ của HDG. Đấy thì anh chị mình cứ để ý quan sát cái mã này. Đấy, tích lũy một vài phiên thôi để chúng ta có thể tham gia được. HDG, BCG nhé. Đấy, BCG là nó bất động sản đang thi công rất là nhiều anh chị nhé. Anh chị có để ý thì có thể vào cái trang chủ của công ty cái Bamboo Capital để chúng ta quan sát. Đấy, thì những cái dự án điện gió của nó là vài trăm triệu đô la Mỹ. Đấy, thì có cái dự án 600 700 triệu và có dự án 300 triệu nữa. Và khi mà chúng ta xem thì chúng ta có thể tính toán được ở trên đấy nó public cái giá bán điện, nó public cái hợp đồng mà bán điện cho EVN là không phải bao nhiêu sen ấy trên 1 kWh, thì chúng ta có thể xem được cái công suất của các cái điện gió đấy một năm là bao nhiêu, và cái công suất của các cái dự án năng lượng mặt trời một năm là bao nhiêu, thì chúng ta tính toán được cái lợi nhuận của BCG thôi. Đấy thực ra thì BCG đợt này nó nợ khá là nhiều. Đấy thì nó nợ để làm sao để nó dùng cái tiền ấy nó đầu tư rất là nhiều dự án, và những dự án ấy rất là tiềm năng, thì anh chị mình cứ yên tâm tham gia. Đúng không ạ? Yên tâm tham gia cái nhịp này. 21.6 thì chúng ta tham gia thoải mái nhá. Đấy thì trong năm nay em đánh giá là cái việc mà nó lên 40 50 nghìn nó là chuyện đơn giản. Nó là chuyện đơn giản thôi trong năm nay. Đấy, bởi vì cái vốn hóa hiện tại của nó cũng chỉ có 6.000 tỷ thôi. Mà anh chị thấy để ý được cái lượng tổng tài sản của nó. Tổng tài sản của nó thì anh chị mình thấy được là nó lên BCG này. Tổng tài sản thì là 24.000 tỷ đâu. Hàng quý chứ nhỉ? Đây, quý thì nó lên 35.000 tỷ rồi. Hiện tại thì vẫn chưa có cái báo cáo tài chính quý 4 nó public ở trên trên Finance. Thì mấy hôm trước em có đọc là 37.000 tỷ thì phải. Đấy. Thì anh chị mình để ý được là với cái mức vốn hóa có 6.000 tỷ thôi mà tổng tài sản là 37.000 tỷ, thì chúng ta mua cái là sở hữu một cái công ty. Đấy, mua một đồng mà để có được 5 6 đồng luôn. Đấy, 5 đồng, 6 đồng. Đấy, 6 6 36 đúng không ạ? Giờ 6.000 tỷ mà bây giờ nó 36.000 tỷ, 37.000 tỷ. Đấy, thì mua một đồng cái là lãi 6 đồng luôn. Đấy. Thì chúng ta để ý cái mã này và các cái dự án của nó em đánh giá là nó khá là ổn định phát triển. Đấy, bởi vì điện thì không bao giờ là không không bao giờ là gọi là bất ổn rồi. Đấy thì chẳng qua nếu mà có cái gì nó hỏng hóc, cái thiết bị nó hỏng hóc thì có thể xem xét, chứ không phải là về việc nguồn đầu ra nữa, bởi vì đầu ra là ký hợp đồng xong xuôi với EVN rồi. Đấy thì bây giờ nó đi vào vận hành cái là có tiền đúng không ạ? Thì mấy năm nay anh chị để ý này, đâu một năm nay thôi, một hai năm nay anh chị để ý là quý nào nó cũng tăng trưởng anh chị nhé, quý nào cũng tăng trưởng. Đấy thì em đánh giá công ty rất là tốt. Đấy, quý vừa rồi thì nó bán mảng bảo hiểm thì nó cũng lãi được đâu đó 200 mười mấy tỷ, 220 tỷ. Đấy, thì quý nào nó cũng tăng trưởng, quý nào cũng tăng trưởng thì mới thấy được một cái công ty nó như này, một cái công ty nó đi lên. Nó tăng trưởng từ 2020 đến giờ. Đấy. Thì anh chị ấy thì em
Phân tích vậy thì anh chị mình có cái góc nhìn nó rộng hơn. Rồi, em đi vào KDH đi. KDH. Đấy, thì một mã bất động sản nó cũng khá là có tiếng, đúng không ạ? Khá là có tiếng và nằm trong VN30. KDH thì hiện tại vốn hóa là 32.000 tỷ. Đúng không ạ? Vốn hóa 32.000 tỷ. Và nhà đầu tư nước ngoài thì liên tục mua vào. Kinh doanh, kết quả kinh doanh thì nó hiện tại nó không có khả quan cho lắm. Kết quả kinh doanh không khả quan cho lắm. Tuy nhiên là vẫn kỳ vọng từ cái quỹ đất nó đang phát triển, nó đang xây dựng. Thì tất nhiên là những cái quỹ đất, những cái dự án nó chưa hoàn thành thì làm sao mà ra được lợi nhuận. Nhưng mà cái dự án và các cái quỹ đất của Khang Điền nó cũng khá là tốt. Đấy. Và cái biểu đồ đi, em phân tích biểu đồ của Khang Điền thì nó vẫn đang uptrend và nó bám cái trend MA50. Đấy, nó rất là tốt. Thì anh chị mình để ý thì những cái mã mà nó đang bám, những cái mã nó bám trend tốt như này thì những cái nhịp tới này nó break lên, một khi nó phi thì nó phi rất là mạnh. Anh chị có thể để ý như là ông Gates này. Đúng không ạ? Ông Gates thì bám trend trên MA100. Đấy. MA100 thì nó cứ xuống MA100 nó rút lên, xuống MA100 rút lên. Ấy thì nó sẽ có một cái nhịp nó đẩy nhoằng cái lên. Đấy, ngày xưa là có hai mấy nghìn thôi, giờ lên tận bốn mấy nghìn. Đấy, thì nhịp này nó vẫn là cái nhịp chỉnh thôi. Nhịp chỉnh này thì nó về MA100, cái lực lực cầu, lực cung cũng bán không nhiều, thì nó lại break lên và nó sẽ làm một cái nền ở vùng này. Đấy, làm một cái nền ở vùng này thì sau tầm 1 2 tháng nữa thì nó lại bắt đầu nó chạy tiếp, bởi vì cái mã này nó vẫn rất là tốt. KDH này, quay lại KDH. Đấy, thì anh chị mình có thể gom dần cái mã này, chúng ta đầu tư trong trung hạn. Đấy, hiện tại thì sóng bất động sản nó không có nhiều nên chúng ta đã gom, đã xác định gom thì gom tầm 1 2 tháng nữa. Đấy, gom cho 1 2 tháng nữa chứ không không phải là đánh nhanh thắng nhanh được cái dòng này. Đấy, đánh nhanh thắng nhanh thì ở khả năng là nhịp này thì có một số các cái mã dòng banh thôi, có một số các mã dòng banh thì chúng ta có thể lướt lướt lát một chút. Đấy. Rồi, VRE đi. VRE thì anh chị gom cho trung hạn, trung trung dài hạn luôn, bởi vì nó tích lũy rất là nhiều và nó tích lũy mấy năm rồi. Nó từ đâu? Nó từ đây. Đấy. Nó tích lũy từ năm 2019 đến bây giờ. Đấy thì nó vẫn cứ đi đi ở cái vùng này nền này thôi và nó chưa break được cái đỉnh này. Đấy thì nhịp này em đánh giá là tiền lớn họ vào rất là nhiều. Đấy, và cái triển vọng khi mà dịch bệnh nó đi qua thì các cái Vincom thì được mở ra, trung tâm mua sắm mà ai cũng muốn đi trung tâm mua sắm. Đấy, khi mà đi khi sau những cái đợt mà nghỉ dịch nó lâu dài, nghỉ Tết các thứ thì họ rất là muốn đi mua sắm. Đấy, mua sắm thì các cái hàng hóa ở trong trong Vincom thì họ lại có tiền, họ lại 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 nộp tiền thuê 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 chỗ ở Vincom thì lại có tiền, đúng không ạ? Đấy thì nhà đầu tư họ đã kỳ vọng, họ nhìn được xa như vậy thì bây giờ đấy thì các quỹ họ mua rất là lớn, cái lượng lớn cổ phiếu của VRE. Đấy, thì đấy anh chị mình có thể canh tham gia một số cái phiên tới nó chỉnh thì chúng ta vào. Còn hiện tại tiền vào, tiền lớn vào thì chúng ta không cần bàn cãi gì nữa, cứ thế mà vào là thắng thôi. Đấy. Rồi, D2D anh chị nhá, một mã khu công nghiệp nữa. Đấy thì nó đã tích lũy được vài năm nay rồi. Tích lũy vài năm nay mà hiện tại nó vẫn chưa có cái nhịp mà nó bứt thoát lên. Đấy thì khả năng là nhịp này là nó chạm vào MA100 thì là một cái điểm mua khá là tốt. Đấy, nhịp tới chúng ta lại không có cái điểm mua tốt nữa thì nó lên 70 80 thì lại chúng ta lại ngồi 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 gọi là tiếc thôi. Đấy, cái mã này thì đất nó khu công nghiệp nó rất là tốt, nó rất là rộng. Đấy, thì
nó đi thì nó cũng đi từ từ thôi. Giờ hiện tại nó đang bám chen trên MA 100 thì chúng ta có thể mua để chúng ta lướt lát qua đấy, lên tầm 70 chúng ta lại lại bán đi, có thể nó lại lúc đấy nó lại chỉnh xuống 64 65 chúng ta lại mua lại. Đấy. Rồi thì sang chúng ta xem qua một số các cái mã dòng chứng khoán với cả dòng xây dựng xem sao nhá. Dòng chứng khoán. Đấy, chứng khoán VND đi. Đấy, chứng khoán cái em vừa ra vài hôm trước thì em cũng ra cái video mà em nhận định cái một số các cái danh mục của công ty chứng khoán. Đấy thì anh chị mình có thể click vào cái kênh của em. Thì đây những cái hôm trước là em ra cái nghiên cứu danh mục công ty danh mục tự doanh công ty chứng khoán để chúng ta nhìn được các cái mã mà công ty chứng khoán họ nắm. Thì trong quý 1 này các cái mã đấy nó chạy thì chúng ta đầu tư sang các công ty chứng khoán thì đảm bảo là có lời. Đấy, ví dụ như ở VND nắm Techcombank chẳng hạn. Đấy mà ông Techcombank là vài phiên tới ông ấy tạo đỉnh mới và ông phi liên tục thì ông VND thì ông cũng chạy. Đúng không ạ? Đấy thì anh chị xem cái video này của em thì cũng là cái tâm huyết em làm ra để anh chị mình có thể tham khảo. Đấy, rồi. VND thì tiền trước Tết thì họ ra rất là nhiều. Và VND không phải là một công ty xấu nên là chắc chắn là sau Tết ngày mai là lại có cái nhịp bứt phá này thôi. Nên ngày mai thì thực ra để mà nói bây giờ điểm mua thì cũng khá là khó. Vì những cái điểm mua em báo với anh chị là những cái nhịp như này rồi, những cái nhịp nó tạo đáy như này rồi. Đấy, thì ngày ngày mai ngày kia có cái nhịp mà nó tích lũy lại ở cái vùng kháng cự 72 thì chúng ta có thể tham gia. Đấy thì em sẽ báo với anh chị ở trong Zoom sau. Đấy. Ai. Đấy thì các cái mã dòng chứng khoán nó cũng đi đi một mẫu hình thôi. SI nó về 48 tích lũy lại thì chúng ta có thể tham canh canh tham gia. Còn hiện tại thì chúng ta cũng chưa biết là như nào. Nếu mà hiện tại nó vẫn cứ đao xuống thì thôi chúng ta cứ ở ngoài chúng ta xem xét và chúng ta đầu tư sang cái mã banh trước. Đúng không ạ? Đấy thì cái dòng chứng khoán thì nó cũng điển hình mà nó đi chung một cái mẫu hình thôi, SI VND đi. Đấy thì nó cũng đi chung một cái mẫu hình nên là chúng ta chỉ cần nhìn đúng hai mã thì chúng ta có thể biết được cái cả dòng như thế nào rồi. Đấy thì chúng ta phải xem xét ngày mai như nào. Ngày mai nếu break hẳn lên thì chúng ta phải căn. Nếu mà nó từ sáng nó đã chạy rồi thì chúng ta căn thì về 48 nó chỉnh lại thì chúng ta tham gia sau. Còn nó cứ chạy thôi, chúng ta không không nên không nên không nên tham gia. Đấy. Không nên mua đuổi làm gì cả, bởi vì mua đuổi rất là rủi ro. Đấy nó bị đạp xuống bởi vì hiện tại nó cũng đang đào chen xuống mà. Nó đang đào chen xuống mà nó anh chị mình cố đu mua thì những cái người ở trên này họ bán cho anh chị xong rồi họ còn đạp xuống tầm 10 20% nữa chúng ta. Nếu mà dùng margin thì cũng có khi bị côn margin. Đấy. Đấy thì anh chị mình để ý. Đấy, thì em đi qua một số các cái mã đấy. C4G là cái mã sòng xây dựng duy nhất là em đánh giá là cũng cũng ổn bởi vì nó xây dựng chủ yếu là nhận dự án của đầu tư công. Đấy, các cái dự án đầu tư công thì nó làm cầu đường nó rất là uy tín. Đấy, ngay cả cái đường vành đai ba Hà Nội này nó cũng là bên thi công này thấy khá là tốt. Đấy, thì anh chị mình để ý cái mã này hiện tại nó đang về cái vùng điều chỉnh và đang về vùng tích lũy rồi. Đấy thì đợi một hai phiên nữa cái biên độ nó hẹp lại và cái khối lượng nó giảm dần thì chúng ta tham gia để kỳ vọng cho cái nhịp sau nó chạy mạnh và dài hơn. Có thể là trong năm nay nó chạy lên 30 hoặc 40. Chúng ta cũng kỳ vọng như vậy. Đấy. Rồi thì cái video của em đến đây là kết thúc. Thì cũng mong anh chị mình có những cái nhịp mà đầu tư nó thật là tốt và có cái mức lợi nhuận sau Tết này nó cực kỳ hiệu quả, thật thật hiệu quả. Đấy thì cái video này em đưa lên các cái mã để anh chị mình tham khảo. Anh chị mình muốn
Tham khảo cái ý kiến của em thì có thể tham gia cái room Zalo em để phía dưới, phía dưới phần mô tả. Đấy thì anh chị nào mà có cái nhu cầu mà mở cái tài khoản chứng khoán cho ngày năm mới thì xem có đỏ không, mở tài khoản chứng khoán ở bên VPS bên em, thì anh chị mình cứ ấn vào cái link phía dưới phần mô tả hoặc là nhắn tin trực tiếp vào Zalo em, để số điện thoại em để trên màn hình. Đấy thì anh chị mình có thể liên hệ trực tiếp với em để em hỗ trợ mở tài khoản cho anh chị. Rồi thì xin kính chào và tạm biệt anh chị. Hẹn anh chị ở những cái video lần sau.